Trang phục áo dài Việt Nam có thể sẽ được bán bằng kim cương. Ồ, Người, hello cả nhà, mình là Hùng PK đây. Và hôm nay mình vừa mới nghe được một cái tin rất là vui, rất là sung sướng, bởi vì mình đã mong chờ cái điều này rất là lâu rồi. Đó chính là cái bộ trang phục áo dài Việt Nam sắp tới sẽ được bán bằng giá là kim cương nha mọi người. Xin nhắc lại, đó là kim cương nha các bạn. Tin được không? Ui là trời, cảm giác nó thật là phê mọi người ạ. Một trang phục rất là đẹp, biểu tượng của nước Việt Nam thân yêu của chúng ta mà ai cũng muốn sở hữu. Bởi vì lần trước nó bán bằng tiền nạp mọi người ạ. Nhưng mà có phải ai cũng có tiền nạp vào đâu mọi người, đúng không? Và bây giờ sắp tới nó sẽ bán bằng kim cương. Cảm giác thật là phê mọi người ơi. Các bạn đã chuẩn bị tiền chưa nào? Dịp một cái tin rất là vui như thế này thì hôm nay mình sẽ làm một cái video mở tất cả các món quà mà các bạn đã gửi tặng mình trong suốt cái thời gian vừa qua nha mọi người. Và đây là Polo Pilo. Polo Pilo, ui, múa phải nói là cực cắt. Nhân tiện đây mình xin cảm ơn tất cả các bạn đã luôn ủng hộ mình và đã gửi quà cho mình ở trong game nha mọi người. Và bây giờ, ngay bây giờ thôi, mình sẽ khui những món quà mà các bạn đã gửi mình trong suốt cái thời gian vừa qua và mình đã để dành và đến bây giờ mới có cái cơ hội để mà mở mọi người ạ. Mình rất là hồi hộp, không biết là ở trong những cái món hòm quà đấy nó sẽ có những cái gì và không phải để các bạn phải chờ đâu nữa. Thì hôm nay mình sẽ xin phép được khui những món quà cả nhà. Đầu tiên là món quà của bạn Thủy. Thủy đây 124. Không biết là bạn gì tặng gì mình nhỉ? À, một mũ yêu tinh với trị giá là 333 tiền sao, rất là đẹp. Cảm ơn em nha. Em sinh ra đã có hai vết bớt nhưng mà không vết nào là bớt yêu anh. Tiếp theo đó là món quà của bạn Rin Chan 1412. Mình rất là hồi hộp, không biết là ở trong hòm quà sẽ có gì đấy mọi người. Và bắt đầu để mình thử mà hở ra xem nào. Trời ơi, hồi hộp quá mọi người à. Trời ơi, một vòng quang hào quang thiên thần cả nhà ơi, siêu xịn luôn. Cảm ơn em rất là nhiều. Cảm ơn em nhá. Tiếp theo vẫn là bạn Thủy ạ. À, bạn sẽ gửi mình gì đây? Với lời nhắn là có hết tiền rồi, không sao nha, hết tiền thì nạp nha, không sao. Gửi một hộp khối màu đỏ, cảm ơn em. Trời ơi, hôm qua của bạn anh đây à, chú kết bạn với con à. Ok nha, con chỉ cần gửi lời mời thì chú đồng ý nhá. Đâu xem có gì nào. Một lại là một vòng hoa quang thiên thần cả nhà. Trời ơi. Còn đây là phần quà của bạn Bedwin tặng anh cái pháo hoa. Rồi nguyên lời nhắn là mình biết quà gì rồi. Một chiếc pháo hoa hình sao. Thank you. Thank you em nhá. Anh sẽ dùng nó để sử dụng trong lúc gặp người yêu cũ. À ha. Đứt và đứt à. Một cái món quà đó là cũng vẫn là một cái pháo hoa hình sao mọi người ạ. Trời ơi, ghê chưa. Không chịu làm. Sẽ mở hòm quà của bạn đứt và đứt xem nào. Trời ơi, vớ Sata chấm bi. Thôi, cảm ơn em nhá. Cảm ơn em rất là nhiều. Với lời nhắn cháu vẫn là khách VIP ạ. Ừ. Vẫn là bạn đứt và đứt, cũng vẫn là lời nhắn cháu là khách VIP ạ. Bố mình nhịn lâu lắm rồi đấy nhá. Nào để xem bạn sẽ gửi gì nào. Và món quà vẫn không có gì thay đổi mọi người ơi. Vẫn là một chiếc tất chấm bi. Trời ơi, còn đây là bọn Hiakita. Cảm ơn em. Cái gì đây, cái gì đây. Một chiếc thảm bánh cá khá là đẹp. Cảm ơn em rất là nhiều nha. Mong chú kết bạn ha. Em gửi lời mời kết bạn là chú đồng ý nha. Còn đây là của bạn Hân. Bạn gửi cho mình một hộp vòng hoa quang thiên thần. Cảm ơn em nhá. Còn đây là của Bedwin 420. Em sẽ gửi gì cho anh đây? Tặng anh cây chậu cho à? Chậu cho hay là chậu chó? À, cậu chậu cho nhà đỡ trống. Cảm ơn em. Một cây chậu hoa. Nhìn như cây hành tây luôn ạ.
Còn đây là của bạn Ánh nha. Bạn Ánh sẽ gửi mình một chiếc áo nỉ tuần lộc. Cảm ơn em rất là nhiều. Thank you, thank you. Còn đây là cô bé đáng yêu. Con tặng chú mong bản cập nhật lần sau chú sẽ cập nhật nhiều Noel mới á. Cảm ơn em nha. Món quà rất là xinh nè. Đây là món quà của bạn VMT. Bạn Thi, đúng rồi. Con không có đủ tiền để tặng chú, không sao nha. Không có đủ tiền thì nạp tiền nha. Cảm ơn em đã tặng chú một chùm phong lan. Còn đây là của bạn Bi hơi rảnh. Bạn sẽ tặng gì cho mình đây? Một chiếc thảm bánh cá mọi người ạ. Quá thế được. Và đây là Polo Pilo. Polo Pilo ui. Quét múa phải nói là cực cắt. Không được xịn lắm à, không sao không sao. Quà nào cũng là xịn hết mà. Một chiếc thảm bánh cá mọi người ạ. Còn đây là của bạn Zena. Hi chú ạ. Chalo, hello em nha. Một chiếc áo nỉ tuần lộc rất là xịn. Còn đây của bạn bún bò. Bún bò. Một chiếc sơ mi tuần lộc màu xanh rêu. Cảm ơn em nha. Của đây của bạn Lê Phú Quý. Bạn sẽ gửi gì cho mình đây? Noel vui vẻ. Cảm ơn em nha. Rất tiếc là Noel đã qua dâu lắm rồi. Hôm nay chú mới được khui quà ấy mà. Ồ, vẫn là bạn đứt bạn hết mọi người ơi. Sẽ gửi gì cho mình nào? Cái gì đây? Một sơ mi rừng đông. Vừa rồi mình đã mở tất cả các món quà mà các bạn đã gửi mình trong suốt thời gian vừa qua. Và mình xin cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều nha. Những món quà rất là đẹp, rất là ngộ nghĩnh, rất là đáng yêu. Thank you mọi người, thank you, I love you. Cảm ơn mọi người nha. Quá thiệt rồi. Và đây là Polo Pilo. Polo Pilo, ui.